Hai hoa quả bách. Granny cho tôi chịu. Let go. Wow, đúng lúc ông ta tỉnh dậy. Nhanh chóng nào. I see you. Ok, vào đây chỉ chìa khóa để các bạn lên trên tầng 2, lên trên tầng 3. Nó như kiểu là một cái gian trên. Let's go. Các bạn giờ sẽ nhặt cái món đồ, sau đó thì sẽ bỏ vào trong này. Lái chiếc máy bay. Mở cái cửa ra. Cho một đồ vào trong này. Ok. Không có gì đây. Bỏ ta ra đây, ông ta đâu?
Sau đó các bạn sẽ lấy hết những món đồ này đưa lên trên tầng 3. Yeah, let's go. Trong game này thì có 3 cách trốn. Cách thứ nhất đó là các bạn có thể trốn bằng cánh cửa chính. Cách thứ hai, các bạn có thể trốn bằng con thuyền. Và cách thứ ba, các bạn có thể trốn bằng chiếc máy bay này. Và hiện tại thì mình đang trốn bằng chiếc máy bay. Học mà lái máy bay, sau đó thì sẽ kiếm đồ máy bay, sửa chữa máy bay này. Thì đó thì mình sẽ thoát khỏi ngôi nhà của ông bà Grammy. Ok, let's go. Giờ mình sẽ đổ đầy xăng vào máy bay. Đây là một chiếc máy bay trực thăng. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Thank you.
đường vòng. Rồi vào tựa game thứ ba. Slenderia, Zasku. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 món đồ. Mình sẽ phải vào từ căn phòng 1. Sau đó thì sẽ check xem có gì không. Đây là một tựa game ma bẻ khóa, và tựa game này muốn bẻ khóa thì các bạn sẽ phải tìm cuối cùng, đó chính là một bức ảnh. Bức ảnh đó thì các bạn sẽ biết được con ma này là ai. Và đó chính là một giáo viên. Một giáo viên đã từng dạy trong ngôi trường này và không hiểu sao lại mất. Và khi đó thì ngôi trường đã bị bỏ hoang. Trên tầng 2 tìm kiếm tiếp, ok. Và khi đủ 8 món đồ này thì các bạn sẽ lắp vào. Khi đó thì cánh cửa trên tầng 3 sẽ hoạt động và các bạn sẽ mở ra và lấy một con gấu bông. À, lấy một đặt con gấu bông này vào và các bạn sẽ lấy được bức ảnh. Và khi đó thì các bạn sẽ dùng bức ảnh đó đi xuống dưới tầng 2 thì các bạn sẽ biết được con ma này sẽ hiện ra và các bạn sẽ biết được như thế nào. Và lúc đó các bạn sẽ ngất đi và hoàn thành được tượng này. Như thế, ok. So. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Xin chào. Let's go. Sau đó các bạn lại ấn vào chiếc xe ô tô này và hoàn thành chapter 2.
Ở đây thì chapter 3 các bạn sẽ phải xem một clip thì lúc đó các bạn mới mở ra được. Ok. Rồi, put chữ X. Mình sẽ vào lại xem đi thế nào. Put chữ X này thì đầu tiên các bạn sẽ mở wifi lên. Khi đó thì nó mới kết nối được và vào đến trong gần game thì các bạn lại tắt đi. Rồi, mình sẽ tắt đi. Lên. Let's go. Chapter 1. That's useful. Taken. 2753. I need a key. Phải cầm một cái chìa khóa để mở cái cửa ra. Đây rồi. Taken. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục sang phần chapter 2 và tiếp tục bẻ khóa để sang chapter 3. Rồi ok, tôi game tiếp theo. Granny chapter 1. Oh my gosh, bà ta lại ở từ trên đây. Chết rồi, bị bà ta nhìn thấy rồi. Oh my gosh. Wow. Đã hy sinh.
bạn phải mua cái này à? Ok, let's go. Đây là thêm một khẩu súng, các bạn có thể đổi súng. Ok, vào tiếp theo. So stay with. Thank you.
Xe con, xe con đi ra. Rồi đi qua đi nha. Mình sẽ đi xuống sau. Wow.